Nó chứ Ừ. anh bắt Việt ra cho em hỏi cái hồi nãy cái tấm ảnh mà em để trên cái màn hình đó, tức là cái huy hiệu là quốc huy của cái Việt Nam Cộng Hòa đó, thì Ừ. cái đó thì mình không biết là nó có từ lúc nào ta, tức là hiện tại ở Việt Nam đây Dạ. ra chút ngày từ ngày Việt ra ở bên Mỹ bây giờ Việt ra có thấy nó xuất hiện không? Có anh, nếu mà anh hỏi vậy thì em thấy có xuất hiện, mà không những là cái hình đó nó nằm ở trên Amazon, eBay, mấy Không cái không chỗ mà bán hàng online em có thấy mà. không, ý mình hỏi xuất hiện là ở ngoài là cái cộng đồng người Việt nó xài á, Đó là cái huy lắm hiệu mềm. cài ở trên cái áo á đúng không? À Ủa thấy mấy ông thì nếu mà anh nói nếu mà có thấy hay không thì em mày mãi em cũng có thấy mấy ông cài lên trên áo mấy ông. có đúng không? Có đó. Có, nhưng mà cái đó là, có là cái đó là đại diện cho ai, đại diện cho Không, quốc gia nào? không không không, cái vấn đề mình đại diện đây mình không bàn tới anh Bắc biết không? Tức là thế này à, Anh sợ nó ấy bản quyền anh đó hả? Cái hình không đó hả? không 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 quan trọng luôn, Đúng. tức là mình tìm hiểu xem, mình tìm hiểu xem nếu mà cái này nó xuất hiện từ thời điểm nào á, để mình tìm hiểu xem là tức là tụi này á nó là nô lệ tàu từ thời điểm nào. Ui, Đúng không? Ví dụ như cái những cái quốc quy quốc hiệu này nè, mà nó đã có từ cái thời điểm mà thí dụ như là trước 975 đi, thì chúng ta sẽ có một góc nhìn mới. đúng Ra rồi. hiểu ý là đó không? Còn thí dụ Rồi. như bây giờ hiện tại ở bên đó nó xuất hiện á, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Đúng. Tức là ở đây mình đang cái góc nhìn mình nhìn về vấn Cái đề góc mà trong khi tụi nhìn. này á nó luôn luôn nó đã kích, nó cho rằng Việt Nam là nô lệ Trung Quốc thế này thế nọ, đúng không? Đúng À rồi. và là nó cổ súy cho phong trào gọi là tẩy chay bài trừ bất cứ cái gì liên quan đến Trung Quốc, đúng chưa? Đúng Đó đó, thì mình tìm hiểu xem cái những cái này nó xuất hiện nè, thì rõ ràng á để mình thấy được cái bản chất của tụi nó như thế nào nữa. Đó, ý mình là như vậy, việc ra hiểu không? Giống như Đó, tại vì nếu mình nghĩ là mình nghĩ những cái này thì mà nếu mà tụi nó đăng ký, tụi nó mua mà tụi nó gắn, tụi nó đen, nó đeo gắn trên áo, gắn trên gì ở bên đi bên bên Mỹ bên này bên kia, thì nó đâu có ý nghĩa gì đâu. anh ta Nhưng quan biết mà sao không, cái này á, cái này là cái phần nhỏ thôi. Hồi lúc trước á, anh Thái Quang biết không, hồi lúc trước á nha, em hiện tại bây giờ nè thì em không có biết, hiện tại bây giờ em không có chắc chắn, nhưng mà khoảng vài năm trước á là em có thấy, em biết luôn á là cái lá cờ Mỹ nè cũng may ở bên Trung Quốc, Made in China luôn. Bộ đồ lính của quân đội Mỹ á là cũng may ở bên China, Trung Quốc luôn Đặt đó. hàng bên đó luôn đó. Nó đặt hàng may hết ở bên đó đó chứ bộ. Bây giờ nha, hiện tại bây giờ thì em không dám nói là có hay không hay là ở đâu làm, nhưng mà hồi lúc trước em thấy á, quân đội Mỹ rồi những cái bộ đồ uniform, những cái bộ đồ đồng phục á, rồi cờ quạt đồ này kia đó là may ở Trung Quốc không đó, rất là nhiều. anh Đó. anh anh nói cho Thư Quang biết ở Việt Bay nghe, có một thời gian anh cũng làm việc với một số người bên Hòa Lan, và chính đích thân anh là anh đã từng về Việt Nam để liên hệ với những hãng may đồ, và cái cậu đó là rất là nhỏ ở trên Thủ Đức, tức là anh đã từng xíu nữa là anh bị cái vụ đó cũng hơi nặng đó, tức là may đồ cho cảnh sát tác chiến, tức là bao súng rồi này nó có gì anh có đặt rồi đó chứ đó, tức là có nhiều cái nó cũng đã từng anh có liên hệ với Việt Nam ấy rồi, nhưng mà khi mà sang đây thì cái hợp đồng ấy nó không có được rõ ràng lắm, cuối cùng anh bỏ đấy chứ chứ hồi xưa là đặt đồ cho bao súng này rồi dây nịt rồi nói chung là đồ trang bị cho cảnh sát tác chiến rồi cảnh sát của Hòa Lan á, tức là anh có làm rồi, thế nhưng mà cuối cùng nó không, cái hợp đồng nó không có ok cho nên anh không có chịu ấy chứ đó, thì anh cũng đã từng làm rồi mà, cho nên là những cái đồ đó đâu phải là chưa chắc thì nó đã là cái chỗ bản xứ người ta người người ta làm, mà là nó sẽ là một cái quốc gia nào đó, tại vì hồi xưa đương nhiên cái chính phủ dù là chính phủ hoặc là tư nhân nó làm, nhưng mà cái giá của nó rẻ thì nó làm thôi, tiết kiệm được tiền mà đó. Dạ.
Mà ý ông Thơ Quang á là ý ông Thơ Quang là cái đám ba que á, nó lúc nào nó cũng chống đối Việt Nam là này kia cái nọ với bên Trung Quốc. Nhưng mà thật sự á là ở bên Mỹ này nó mới nuôi cái đám Trung Quốc nè, chứ không phải là Việt Nam mình, đúng rồi. Không? Đúng rồi. Nó chống Trời Trung ơi. Quốc mà nó lại nuôi cái đám Trung Quốc. Đúng nó rồi. Thấy nó nhiều cái trớ trêu, nó bố láo bố liếu không? Đúng rồi, bên này nè, bên Đan Mạch này bây giờ có nhiều đồ á, đúng ra là toàn Trung Quốc, Trung Quốc không. À, anh có biết không, ở bên đây á, em cũng là một trong những cái khách hàng, tại vì á, cái gara đậu xe của em á, em để đầy mấy cái đồ mà cưa máy rồi máy khoan rồi ôi đầu khoan máy dũa đồ ba cái mà làm nhà đó anh, làm cưa cắt cây cối làm nhà đó em có qua trời trong cái gara em á, anh biết hả, em vô trong đó em mua, tại vì nó có hai cái cửa hàng, nó kêu là cái Home Depot với cái Lowe's, hai cái tên đó là hai cái tên mạnh nhất, hai cái thằng bán đồ về xây dựng xây cất nhà cửa đồ làm lớn nhất ở Mỹ này đó, thì mình cũng có cái member giống như là khách hàng của nó, có cái membership cũng là khách hàng của nó, mua đồ nó được nó cho mình giảm giá discount đồ này kia cũng ok lắm. Em vô trong đó em mua đồ quá mà thiệt á, toàn là đồ, nói chung là tiền nào của nấy. À, Trung Quốc nó làm tiền nào của nấy, anh muốn rẻ đúng rồi. Đồ dởm, đồ rẻ, mà anh muốn xịn là đồ xịn, mà toàn là made in China không, toàn là Trung Quốc làm không. Bên đây anh làm mà cho cái hãng sữa này, tức là những cái đồ mà giá đỡ những cái đồ cũng của Trung Quốc đây này, cho nên thằng bạn anh nó kêu là China shit. Tại vì đồ nó làm ra nó bị hư, trai làm ra nó dở lắm, nó dở bà cố luôn. Thằng bạn anh nữa, ở đây nó có tiệm bán đồ thì cũng đồ toàn nhập Trung Quốc. Còn nó nói là hôm nay có vô China Shit để mua gì không? China Shit là đồ ỉa đó, đồ bốc kích đó. Anh nói không có, tao không có mua. Thì đâu. Đấy, anh biết cái máy khoan không? Mấy cái máy khoan mà hiệu Bosch đồ á. Đúng rồi. Hiệu Bosch nha ha, rồi DeWalt đồ này kia hồi xưa là của Mỹ á. Cái máy khoan DeWalt đồ mà màu vàng á, anh Thơ Quang, mấy cái máy khoan, mấy cái đồ làm mà nó màu vàng với màu đen á. Đó là hồi xưa là của Mỹ, bây giờ Trung Quốc làm hết. Đó. Bây giờ Trung Quốc làm hết. Mà mấy cái máy đó là mấy cái máy xịn nha, mấy cái máy đó là mấy trăm đồng một cái á, mấy cái máy khoan á mà cũng made in China hết luôn, tụi nó làm hết. Trời ơi. Em nói hả, mấy cái ông mà bên Mỹ này có nhiều ông ba que nè, tối ngày chửi cộng sản đồ đó, mà đi làm nhà sửa nhà cho người ta đồ đó, thì xài mấy cái đồ đó chứ xài đâu, mẹ nó cũng toàn là mấy cái China không á, kêu mấy ông dẹp mẹ nó đi, đừng có mua đồ của China nữa, đi kiếm mua đồ của Mỹ mà làm, hay là kiếm đồ mà của Made in Việt Nam Cộng Hòa đó làm. Đúng rồi, nhám, còn là Trung Quốc làm không mà. Đúng rồi. Đây. Anh có biết chiếc Hummer, chiếc Hummer không? Mỹ nó làm chiếc Hummer, chiếc mà cho quân đội á, rồi cái sau này cái nó mới làm ra một chiếc nữa, để cho nó làm ra một cái version nữa là cho người cho dân chạy, nó hầm hố nhìn nó bậm trợn lắm, mẹ sau này nó cũng bán cái hãng nó cho Trung Quốc luôn. Đó. Bán sạch đúng không? Bán cho Trung Quốc làm gì làm luôn vậy. Đúng rồi, bên Đan Mạch với Thụy Điển này nó cũng bán nhiều cái công ty cho Trung Quốc á. Dạ. Nhiều người không biết hay là ngu hay là cố tình gì ngu thấy mẹ. Nhưng mà thằng Đan Mạch thằng Thụy Điển này nó có mấy cái nó ngưng kịp thời, nó không bán nữa, nó thấy đồ tình trạng này không được rồi. Dạ. Nói gì ngay thằng nước Pháp á, việc ra với anh Bắc nhớ biết cái vụ mà nó bán mấy nông cạn gì trồng nho gì cho Trung Quốc không? Đúng rồi. Bán cả cái làng luôn, nó bán cả cái làng luôn chứ nó bán gì đó. Thằng Anh này nó cũng ngưng kịp thời chứ không có chết mẹ ở bên Pháp á,
cái 2-3 năm về trước á, có cái ông mà bộ trưởng bộ gì về nông nghiệp đồ này kia gì của Pháp á, bị cái ông tổng thống Pháp giũa cho một trận, là cái tội mà sau này find out kiếm ra được á, là đất mà đất trồng trọt nông nghiệp rồi đó, mẹ nó lôi ra chủ toàn là Trung Quốc không. Trung Quốc nó mua bao nhiêu ngàn mẫu cái ở bên Pháp á, rồi những cái cửa hàng mà anh đi vô trong chợ nè, anh mua cà chua, dưa leo, nói chung là rau quả đồ này kia, nó môi móc, nó điều tra ra một cái hả, là nông trại toàn là làm chủ của người Trung Quốc làm chủ Quốc không. Nhưng mà nó mướn tụi dân Pháp làm vô đó làm công, mà Trung Quốc nó làm chủ hết. Rồi cái tin này mới đây nữa, em mới đọc cách đây mấy ngày ở bên Mỹ. Năm vừa rồi 2022 á, năm 22 nè, là mới qua nè, dân Mỹ bán 6.1 tỷ đô la bất động sản cho dân ở bên Trung Quốc nó qua nó mua. Thấy kinh khủng chưa? Sáu chấm một tỷ đô la đó. Kêu mấy ông mà má tối ngày mà dỗ mỏ về Việt Nam mà chửi bới là Việt Nam bán đất này kia, hỏi bán đâu, bán chỗ nào, bán bao nhiêu, thì má câm như hến, éo biết bán ở đâu, mà cứ lúc nào cũng kêu là bán nước. Mà trước mắt ở đây em thấy nó bán, mà nó bán kinh khủng luôn, mà dân Trung Quốc nó qua nó mua nha. Đất ở Cali là nhiều nhất nè, Texas nè, Florida nè, nó New York nè, nó mua những cái thành phố, những cái bang mà coi như là mạnh nhất về kinh tế của Mỹ đó, rồi du lịch đó, là dân Trung Quốc nó mua hết đó. Có bà que dám lên live đó, phản đối Mỹ, phản đối Pháp về mấy vụ đó không? Muốn bằng chứng không em đưa lên cho coi, 6.1 tỷ đô la tiền bất động sản. Anh biết nó vô nó mua cái gì? Nó vô nó mua đất của Mỹ nè, hồi xưa còn nhiều hơn nữa, bây giờ là Mỹ nó phát hiện ra hay gì không biết thì thấy nó xuống, nó giảm rồi nha. Nhưng mà con số nó vẫn cao, rất là cao. Nó qua nó mua, nó thấy anh đang làm chủ một cái công ty đó, nằm ở cái khu đất rất là đẹp. Nó trị giá ra, nó cho người trị giá cái miếng đất đó, cộng luôn cái công ty đó trị giá ra, em thí dụ đi là 100 triệu đô la. Cái khu đất đó với cái tòa nhà, cái hãng đó 100 triệu đô la. Thì nó cho người tới nói chuyện với anh thơ quan làm chủ đi, cho người tới nói chuyện với anh, bây giờ trị giá cái miếng đất của anh là bao nhiêu, vậy á, giờ tôi là người muốn mua, anh bán không? Anh thơ quan nói mày điên hả, tao đang làm ăn gì tự nhiên mày kêu tao bán. Rồi ok, về vài bữa sau nó cho người tới thương lượng, hơi giờ 150 triệu bán không? Đó, bắt đầu suy nghĩ đó, bắt đầu suy nghĩ liền, trị giá 100 triệu bây giờ nó trả thêm 50 triệu nữa cũng còn bài đặt làm eo ha, thôi không bán. Nó nói bây giờ 200 triệu, bán nó mua liền. Bán 200 triệu là bắt đầu ngồi xuống hợp liền chứ. Mua bán trị giá có 100 triệu, bây giờ có thằng nhảy vô bán rồi mua 200 triệu, quá chơi á. Rồi nó mua liền. Dân Mỹ, mày hả mày, tiền nè, quốc bán liền, ở đó mà ngồi đó mà luôn su bu, đó anh. Đúng rồi. Mua nhiều lắm. Mực ra đăng mấy cái đó lên tường đi, lên tường em đi, đăng, để có gì mình chứ. Em về em đăng cái vụ mà bán đất này cho, chứ còn em coi nhiều lắm, mấy lúc em rảnh em ngồi em coi tin tức rồi em lướt đầy hết luôn á. Nhưng mà nhiều khi em bận quá em không có ấy nữa, tại em trước khi em đăng lên em dịch đồ lại đồ này kia cho mấy chú mấy bác anh chị em, rồi có nhiều khi Việt Nam á người ta đọc hiểu, cho nên có nhiều khi em không có thời gian, rồi em cũng để dành ở đó, em có để em về em đưa lên, mà em cứ bận rộn quá cho nên em quên thôi á, để em về em đăng lên cho. Yeah. Cho nên mấy bố mấy tía cứ toàn là ba xạo má nó, mấy thằng ba que mẹ nó ngồi mở diễn đàn ngồi tối ngày nó cứ môi móc ba cái chuyện gì đâu không à, mà những cái chuyện đó nó đâu có biết đâu, là nó làm lơ. Đúng rồi. Trình độ có giới hạn vậy, nhiều đó mà cứ tối ngày dân ở chỗ này đòi cái này, dân ở chỗ kia đòi cái kia kìa, dân đang đói đang khổ. Em còn mới coi cái clip này hay lắm nè. Cái clip này của đài của VTV với anh. Nó điều tra hay lắm nha. Anh Thơ Quang có thấy mấy bữa mà trời lạnh có nè, rồi COVID
có nè, rồi mấy cái vụ mà cứ lâu lâu cái là người ta, những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở những cái thành phố lớn á, người ta gom đồ lại, người ta đi cho mấy người nghèo mà ở ngoài vỉa hè, đồ không có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ đâu đó. Có mấy thanh niên nó chạy xe tới, nó phát đồ ăn, đồ nó cho đó. Ôi trời ơi, hồi xưa em coi em cũng nói mẹ nó quá tội nghiệp mấy người này ha. Vậy bây giờ VTV nó móc ra, toàn là dân điểu không. Ô mẹ, có nhà có cửa ngon lành, xong rồi cũng ra đó ngồi, nghe nói là chuẩn bị có chỗ này chỗ kia phát đồ từ thiện. Ô mới ra ngồi xếp hàng, ngồi xếp hàng rồi cái bắt đầu hỏi ủa sao trời lạnh lẽo mưa bão vậy, sao bác không về nhà rồi này kia. Không có nhà, đâu có nhà đâu mà về. Ô mà dân tình nó cho người điều tra thôi, bể hết trơn, cũng toàn là dân điểu không, thấy không? Đem cho đồ ăn á, lấy đồ ăn chọi dục vô thùng rác á, kiến bu rùi bu tùm lum hết, rồi bắt đầu lụm những cái đồ mà để xài sử dụng được á, đem về bắt đầu rồi còn bán lại nữa. Ôi trời ơi, mấy thằng bà què nó thấy mấy cái đó nó khoái, nó lụm về bắt đầu nó lên nó xuyên tạc tùm lum tà la hết đó. Em mới coi luôn á, mồi ra hết trơn VTV á. À, dạ mồi. Cho nên phải cẩn thận, bà con nhiều khi dễ tin quá, bị tụi nó lừa. Thôi chắc em cũng xin phép em xuống, em vô đây có việc chút. Dạ. 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 Xuống live thôi. Dạ. Hôm nay thôi, thôi quan gì đi em. Ok, cảm ơn bác. Cảm ơn em cũng đi làm về cũng chưa có tắm rửa gì hết. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt. Rồi, ừ, lo cái chúc mọi người lo cái đít đi nha. Bye bye, hẹn gặp lại.